Mạnh Quỳnh tuổi 52, tôi mắc nhiều bệnh, suýt bị đột quỵ. Ngoài 50, Mạnh Quỳnh nói sức khỏe anh xuống dốc, mắc nhiều bệnh. Bác sĩ cảnh báo anh không nên bay đường dài vì lo ngại bệnh tình trở nặng. Tôi khó ngồi ngoài nỗi đau mất Phi Nhung. Vì sao thời gian gần đây anh về nước thường xuyên hơn? Có nhiều lý do, một phần vì tôi còn khá nhiều công việc tồn đọng, phần khác tôi muốn trực tiếp giúp đỡ các con của Phi Nhung. Tính tôi trước giờ không phô trương, khi thương ai sẽ giúp hết mình. Khi Nhung còn sống, tôi về Việt Nam đi diễn khắp nơi cùng cô ấy. Còn bây giờ, tôi sẽ hát cùng Thiêng Ngân, Tuyết Nhung hay Quỳnh Trang. Ngoài ra, tôi còn nhận ca sĩ Trường Sang, quán quân solo cùng Bolero 2021 làm học trò, nên cũng cần chỉ dạy nhiều hơn. Tôi muốn làm những việc giống Phi Nhung từng làm là dìu dắt các bạn trẻ đam mê ca hát. Tôi mong các bé sau này sẽ vững bước trên con đường nghệ thuật như những gì tôi, Phi Nhung và các thế hệ anh chị, cô chú đã làm được. Anh xoay sở thế nào khi phải một mình gánh trách nhiệm nâng đỡ các bé? Tôi hỗ trợ theo cái tâm của mình, không ai bắt buộc cả. Tôi không hứa trước nhưng sẽ giúp trong khả năng cho phép. Ví dụ hôm nay tôi giúp em này hát ca khúc mới, ngày mai có thể giới thiệu em kia đi diễn. Tôi đi hát lâu năm lại biết sáng tác, thu âm nên về cơ bản cũng có điều kiện thuận lợi để giúp đỡ các em. Riêng những bé nhỏ ở chùa, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm và gửi chút chi phí hỗ trợ trong khả năng cho phép. Những điều tôi đang làm vì muốn được thực hiện theo di nguyện của Phi Nhung, tôi hy vọng cô ấy yên lòng vì có một người bạn đang giúp mình thực hiện công việc còn dang dở. Một năm cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, anh đã ngồi ngoài nỗi đau buồn, mất người bạn tri kỷ. Ngày nào tôi còn đi hát, ngày đó khó ngồi ngoài được. Ở bất cứ nơi đâu đều có hình ảnh của tôi và Phi Nhung, làm sao có thể quên được. Cho dù một ngày, một tháng, một năm hay 20 năm cũng là điều không thể. Mỗi ngày tôi đều xem hình ảnh của Nhung, xem lại những ca khúc, sân khấu trình diễn của cô ấy. Dù đã một năm nhưng tôi luôn tâm niệm Phi Nhung còn ở quanh đây, vẫn bên cạnh mình. Việc muốn giữ trọn vẹn hình ảnh Phi Nhung Mạnh Quỳnh trong mắt khán giả cũng là lý do anh từ chối hát với các nữ ca sĩ khác. Không hẳn từ chối, nhưng tôi hạn chế, một phần vì hình ảnh của tôi và Phi Nhung gắn bó cùng nhau hơn 20 năm. Từng ca khúc với màn song ca trên sân khấu hay băng nhạc đã in sâu vào trong lòng khán giả. Đó là lý do chính khiến tôi hạn chế kết hợp với nghệ sĩ khác. Khi nào cần thiết hoặc trong trường hợp chương trình bắt buộc yêu cầu, tôi mới đồng ý. Còn nếu làm live show hát xuyên suốt cùng người khác, tôi phải từ chối thôi. Mạng xã hội lan truyền tin đồn anh hẹn hò với ca sĩ Dương Huệ và đã ly hôn vợ. Anh phản hồi thông tin này thế nào? Tôi không để tâm đến những điều bịa đặt này. Nếu họ đã thích mình thì sẽ luôn tìm cách để đặt điều, châm dầu vào lửa thôi. Đối với những tin như vậy, tôi chọn im lặng chứ phần bùa, đính chính chẳng được gì. Một khi họ đã ghét, tôi có làm gì cũng bị ghét. Nhiều người còn đưa cả mặt tôi lên bàn thờ rồi đăng tin này kia mà. Thay vì tranh luận như trước, tôi dành thời gian chăm lo cho sức khỏe, công việc của mình. Bây giờ tôi tập sống chánh niệm, chỉ cần không thấy có lỗi với bản thân, với gia đình và những người mến mộ mình là đủ rồi. Bà xã không quan tâm những thị phi quanh tôi. Vốn là người kín tiếng, nhưng kể từ khi Phi Nhung qua đời khiến cuộc sống của anh được quan tâm hơn, kèm theo đó là sự soi xét đánh giá. Anh có cảm thấy mệt mỏi vì điều này? Mệt mỏi và áp lực là có, nhưng tôi không để ảnh hưởng đến công việc của mình. Tôi hiểu mình phải chấp nhận việc bị người khác chú ý, quan tâm mặt xấu hơn là cái tốt. Với những lời góp ý tích cực, tôi lắng nghe và sửa đổi. Tuy nhiên, với những cá nhân cố tình dùng lời lẽ công kích, hạ bệ uy tín, tôi bỏ ngoài tai. Hơn mấy chục năm qua, con người tôi sống thế nào bây giờ vẫn vậy. Tôi vẫn sống đúng theo lương tâm và tự thấy không có gì phải hổ thẹn. Bà xã chia sẻ với anh thế nào với những ồn ào mắc phải thời gian qua? Những thị phi tất nhiên phần nào cũng ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tôi không bao giờ hỏi vợ buồn không, nhưng sâu thẳm tôi biết chắc chắn là có. Trái lại, tôi cũng tin sự hiểu biết của cô ấy sẽ nhìn nhận đâu là đúng sai, chứ không phải làm toàn nghĩ người. Nhiều năm qua, bà xã cũng không quan tâm đến việc ca hát của tôi. Trong nghề trước này, đều do tôi tự quyết định, đón nhận mọi vui buồn và cả những điều tiếng. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao chuyện trong gia đình mình vẫn bình thường mà ngoài kia lại thêu dệt như thế. Việc tôi hát với ai, lăng xê người này người nọ đâu phải chuyện của họ, chúng tôi vẫn hạnh phúc vui vẻ mà. Đâu là niềm vui mỗi ngày hiện tại của anh? Điều an ủi của tôi là khi trở về nhà vẫn còn các con. Khi không bận rộn việc, tôi đưa đón các con đi học mỗi ngày và xem như đó là niềm hạnh phúc của một người cha. 2 năm sau Covid, với bao nhiêu mất khiến tôi ngộ ra nhiều điều,
Cuộc sống này vô thường, sống này chết mai, không ai lường trước được. Tôi quan niệm cứ cho nhau một chữ tình để cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cố gắng giữ sự lạc quan, tích cực, vô tư, làm những điều mình thích. Khi trong tranh, tôi hay mượn âm nhạc làm động lực sống. Người bạn này đã đi cùng tôi thời trai trẻ, qua bao nhiêu năm tháng và có lẽ sẽ gắn bó đến tận cuối đời. Mạnh Quỳnh cho biết, sức khỏe xuống dốc nhiều, anh dự định nghỉ hưu khi bước sang tuổi 55. Anh trông đuối sức, mệt mỏi, sức khỏe anh hiện thế nào? Tuổi này tôi thấy mình bệnh rất nhiều, cơ thể như chiếc xe chạy lâu năm đã xuống cấp dần phải tu dưỡng. Dù không nói ra, nhưng gần 2 tháng qua tôi không thể đi hát. Bác sĩ thậm chí phải cắt chân bay đường dài vì lo ngại sức khỏe có vấn đề, bệnh tình nặng sẽ không kịp cứu chữa. Tôi bị máu cao, cholesterol, đôi khi cảm giác như bị đột quỵ vì nhức đầu, cơ thể luôn mệt mỏi. Cả ngày qua tôi nằm một chỗ, phải nhờ ekip mua thuốc, truyền nước biển để ráng hoàn thành show diễn. Lịch trình dày đặc và ngồi máy bay liên tục nhiều năm nên sức khỏe tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi cố gắng ăn uống đầy đủ, tranh thủ nghỉ ngơi nhưng đôi khi cũng không khỏi đuối sức. Bước sang ngưỡng 50 với nhiều người là những trăn trở, là còn nỗi lo trong anh là gì? Điều tôi lo lắng nhất là mình không đủ thời gian để chứng kiến con lớn khôn, lập gia đình. Trước đây tôi hay hứa vợ con rằng năm 50 tuổi sẽ chậm lại nhưng đến bây giờ lại đi nhiều hơn xưa. Thực tế cuộc sống của tôi giờ không cần phải lăn lộn đi chỗ này chỗ kia kiếm tiền nữa. Tôi đủ điều kiện sống và cũng đã nghĩ đến chuyện về hưu. Tôi nghĩ ngày ấy cũng đến sớm thôi. Anh định bao lâu nữa sẽ nghỉ hưu? Tôi hứa với hai con, 55 tuổi sẽ ngừng hoàn toàn không đi hát nữa. Các bé thậm chí còn ghi vào sổ tay để thỉnh thoảng nhắc nhở tôi. Nghề này không phải cứ muốn là giải nghệ hay từ bỏ được. Mọi thứ còn tùy thuộc duyên số, nhưng có lẽ tới thời điểm tôi cũng sẽ buông bỏ, lùi về phía sau. Không đi hát tất nhiên tôi sẽ buồn và hụt hẫng. Song tôi nghĩ mình vẫn tiếp tục làm những công việc gần gũi liên quan đến âm nhạc. Tôi có thể sáng tác, thu âm và dành thời gian nhiều hơn cho các học trò, đàn em của tôi. Tôi có thể viết sách và khá nhiều ý tưởng trong đầu nên chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện. Mạnh Quỳnh, tôi có thể ôm Phi Nhung, còn Như Quỳnh thì không. Nam ca sĩ hải ngoại tâm sự trong hơn 20 năm ca hát, anh song ca ăn ý nhất với Phi Nhung, với anh cô là bạn diễn không thể thay thế. Mỗi lần về nước, anh thường diễn chung với Phi Nhung, cả hai luôn có những cử chỉ và lời nói ngọt ngào dành cho nhau, điều này có khiến vợ anh lo lắng. Lo lắng thì không tránh khỏi đâu, nhưng đó chỉ là thời gian đầu chúng tôi quen nhau thôi. Sau đó, cô ấy hiểu giữa tôi và Phi Nhung chỉ là bạn diễn vì công việc. Nếu suy nghĩ khác, chắc cô ấy không để tôi và Phi Nhung diễn cùng nhau lâu như thế. Anh từng song ca với nhiều nữ ca sĩ, vậy Phi Nhung có gì đặc biệt? Tôi và Phi Nhung diễn với nhau rất tự nhiên, không có sự gò bó. Chúng tôi lên sân khấu luôn làm theo cảm xúc bài hát, không có bất cứ sự sắp đặt nào. Vì vậy, đứng trên sân khấu cùng Phi Nhung, tôi luôn có cảm giác thoải mái. Tôi có thể diễn chung với bất kỳ ca sĩ nào, dù hay đến mấy, vẫn không tìm được cảm xúc như hát với Phi Nhung. Hát cùng Phi Nhung, tôi làm được những điều mình muốn. Chẳng hạn, Nhung nhanh nhẹn, tôi có thể tung mảng miếng. Tôi có thể thân mật, nắm tay, ôm hôn Phi Nhung mà không ngại. Mạnh Quỳnh không thể làm như thế với các nữ ca sĩ khi diễn chung được, kể cả Như Quỳnh. Tôi nghĩ mỗi nữ ca sĩ sẽ có phong cách khác nhau. Tôi không nói ai hay hơn ai, chỉ là tôi thấy phù hợp với Phi Nhung.